Chào các bạn nha, hôm nay mình quay cho các bạn coi hai con máy ZT 155 nó chặt đất nha các bạn. Các bạn xem thấy hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Để mình coi động lực quay cái video tiếp theo nha các bạn. Đó, hai con máy đang chạy từ đằng xa chạy tới nha các bạn. Mình đứng đây cũng hơi xa nha các bạn. Đó, hai con máy ZT 155 đó các bạn. Chạy cái đuôi Mitsubishi 601 nha các bạn. Hay cái này cũng đuôi Mitsubishi 601 nha các bạn. Nó quay cho các bạn coi nó chạy đất xấu đẹp về sau các bạn. Giờ mình sẽ biết nha các bạn. Đó. Kỹ thuật không có thắng gì cho nhà đi mai của số có gieo vậy là quá đó, nó chạy đất đáng rất tuyệt vời nha các bạn. Nó tài xế đó, tài xế 16 tuổi đó, nhỏ mà chạy thì gắt chưa các bạn. Và cụ thấy không có cái nào thắng nha, chỉ xô vậy không các bạn. Máy này thế vậy nhầm người không biết cái máy này là cái máy gì nữa các bạn. Cũng có người hỏi bình tĩnh cho nó nói cái máy gì mà ngộ vậy. Tại mấy xứ ấy người ta chưa có cái máy này đó, chứ đâu phải chỗ nào cũng có đâu. Có mấy khu xa xôi đó thì không thấy máy này. Em chưa 18. Wow. Còn khu miền Tây này thì máy này đầy luôn các bạn ơi. Mấy cảnh quay này là ở Vĩnh Long không nha các bạn. Vĩnh Long Mương Thích. Đó, chú ruộng ngồi coi đây chờ chạy đó. Không, nó cũng ngồi đất ổng đợi bên đây chạy xong rồi qua chạy cho ổng đó. Đây còn hai vòng cũng rồi các bạn. Chạy vậy xong rồi đánh đường nước nữa nha các bạn. Đánh đường nước nữa là mấy cậu cũng đất nha các bạn. Mấy máy thì đi trong tỉnh là đi hết trơn nha các bạn. Có ai muốn chặt đất thì liên hệ nha các bạn. Trong tỉnh là lãnh chạy hết trơn nha. Cái đậu này tại tới 5-6 cái máy nè. Cái này chạy được 2 cái với chạy cái đậu bên kia và còn 4 cái kia nữa là 6 cái. Chạy đậu kia cái chặt xuống trên đường đó mình thấy đó, hai cái nha. Như là chả mới kịp nha các bạn. Những khu này tính ra gần trên 300 công không? Chạy trên 300 nha, cái khu thì cả ngàn công. Mới tấp kia nữa. Đó, bạn thấy chạy nhìn thấy đơn giản quá các bạn. Trang thấy cái chạy đồng này mạnh quá chừng nó luôn các bạn. Chạy đất mình thấy láng ghê cho các bạn. Thì vậy cứ kéo đường nước nó cái chủ ruộng sạch giống ra xả cái là xong các bạn. Trong dân bây giờ có máy này khỏe lắm luôn. Người xưa lấy cuốc cuốc mệt lắm, có máy này ok luôn. Hôm nay video tới đây kết thúc nha các bạn. Chào các bạn các video sau nha.